Mình chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mua tên miền. Thì hiện tại thì trên màn hình đó thì các bạn thấy đây là cái trang web mình demo cho các bạn mua tên miền. Thì mình cũng để link với phần mô tả của video cho các bạn có thể mua dễ ha. Thì sau khi làm web thì bắt buộc các bạn phải mua một cái tên miền để chúng ta có thể chạy web và được Google cập nhật tìm kiếm. Rồi thì khi mà các bạn link vào cái trang web á, thì các bạn vào chữ Dynamon nè. Dynamon là tên miền á. Thì tên miền á, thì các bạn có thể sử dụng cho cái Weblog á. Nó sẽ không có tốn phí bằng viết trên nền tảng WordPress. Thì ở đây mà các bạn có thể nhập tìm kiếm tên miền mà bạn muốn đăng ký. Thì ở đây mình demo cho các bạn một cái tên miền mình cần đăng ký. Nó là tên miền là Rồi thì đây là cái tên miền mình đăng ký nè. Chữ hot đen, hot day, hot deal thì người ta đăng ký rồi, nên mình sẽ tìm kiếm xem cái chữ hot đen này nó nhiều. Thì hiện tại thì các bạn thấy cái tên miền này á, thì nó có chữ màu xanh này nè. Cái tít đỏ này á, là cái tên miền chưa đăng ký. Thì các bạn có thể đăng ký ở đây, người ta đề xuất cho mình một số tên miền nè. Ví dụ tên miền .com á, thì nó là 189.000 đăng ký lần đầu. Còn lần đáo hạn tiếp theo thì là 299.000 ha. Hotnet á, thì là 330 khi đăng ký lần tiếp theo, lần đầu 269.000. Tương tự như vậy á, thì các bạn có thể xem cái tên miền nào mà các bạn thấy giá hợp lý khi mà đăng ký lần đầu và đáo hạn á. Đáo hạn á thì các bạn đăng ký thì đây nó có rất là nhiều tên miền luôn nè. Đó, rất là nhiều mà giá nó mỗi tên miền mỗi khác. Hầu như là mấy những cái tên miền này giá rẻ nè, có tên miền 60.000 nè, hotdeal.nem.vn nè, thì đáo hạn có 82.000 thôi. Đó, cái tên miền này giá rất là rẻ, 82.000. Thì các bạn cũng có thể mua những cái tên miền để mà các bạn dùng để chạy web. Đây mình sẽ mua thử cho các bạn xem một cái tên miền nào để mình xem coi cái tên miền nào rẻ, mình mua thử xem. Ở đây thì mình thấy có cái tên miền đó là 80 đâu rồi, có tên miền 19.000 nữa nè, nhưng mà không hiểu sao nó lại đáo hạn lại 490.000, giá quá cao ha. Rồi mình mua tên miền .com đi cho dễ tìm kiếm. Rồi, ok, thì mình sẽ chọn vào giỏ hàng nè, xem giỏ hàng nè. Đó, thì các bạn vào được cái phần xem giỏ hàng đây. Thì các bạn sẽ ra chọn số 5. Thì các bạn nếu đăng ký 2 năm á, thì giá nó là 488 nè. Đăng ký 1 năm á, thì giá nó là 189.000 cộng tiền thuế là ra 207.000 nha các bạn. Này là tên miền nên có thể tính thuế á. Rồi tiếp theo, các bạn có thể chọn phương thức thanh toán nha. Thì ở đây nó có yêu cầu các bạn phải nhập cái tài khoản. Thì các bạn phải nhập cái tài khoản vào để chúng ta có thể đăng ký và nó gửi cái thông tin tên miền qua mail. Thì ở đây mình đã đăng ký mail rồi, nên mình sẽ nhập cái mail của mình vào. Rồi ok, thì các bạn đăng ký thông tin xong á, thì nó sẽ chọn phương thức thanh toán là các bạn có thể thanh toán bằng PayPal nè, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ATM đều được ha. Ngoài ra nó còn thẻ ví điện tử Vietnambank nữa nè, tiền mặt chuyển khoản vân vân. Thì các bạn chọn hình thức thanh toán. Thanh toán xong á, thì nó sẽ chuyển qua mail cho mình là xác nhận cái đã hoàn thành thanh toán. Thì chúng ta có thể truy cập vào cái tên miền của nhà cung cấp và mình sẽ được hỗ trợ kỹ thuật để đưa vào trong cái website của mình. Ok, thì video tiếp theo mình sẽ
hướng dẫn các bạn cách đưa vào cái tên miền vào website. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.